Anh ơi cho em hỏi một chút xíu là anh tự nhận mình là tấm chiếu mới á, vậy thì anh có trước đó thì anh đã quen biết ba vị mentor kia chưa, có bao giờ làm việc chung không, hay là anh cảm nhận về họ là người như thế nào? Có thành lập là biết rồi, và mấy anh hai anh em có nói chuyện nhiều. Lần đầu tiên anh gặp anh Long Chun và anh Hồ Quang Hiếu. Tùng Maru thì là đã từng gặp vài lần. Thì chỉ có anh Long Chun với anh Hồ Quang Hiếu là mới gặp thôi. Thì câu hỏi mình là gì ta? Anh tự đánh giá và nhận xét về tài năng cũng như khả năng của các vị mentor khác như thế nào? Họ đều là những người Juno rất là thích. Anh Huỳnh Lập thì khỏi nói rồi. Còn anh Long Chun là thật sự là nếu mà mình xem mạng xã hội thì là luôn luôn sẽ thấy anh xuất hiện với rất là kiểu cách rất là duyên dáng, và anh có cái anh có một cái nó rất là không biết dùng từ gì nói ta, nó gọi là nó có sự dễ thương ở trong đó, nhưng mà nó lại có sự gọi là sao ta, giống như một cái gì đó nhìn có vẻ như lưỡi dao, nhưng mà thực sự ra nó là một cái gì đó rất là mềm mại chứ không sắc nhọn, cú te lắm. Còn anh Hồ Quang Hiếu thì ảnh là một ca sĩ mà trước đây là Juno cũng nghe rất là nhiều bài, và gần đây thì thấy ảnh xuất hiện ở trên các show thì thấy ảnh là giống như mọi người nói giống như danh hài vậy. Tomaru là một anh bạn ở trong Unify, đúng rồi. Thì ở ngoài Juno có gặp và có dịp gặp thì thấy rất là dễ thương và nhảy, đúng không? Quá dữ luôn. Còn Juno thì Juno sẽ không biết nhảy vậy. Đó, Juno thấy mọi người như vậy. Lúc đầu khi mà bọn em tưởng tượng là anh tới đây thì sẽ với một cái hình dáng, cái trang phục rất là ngầu, rất là kiểu như là phải đánh bục, phải là mình phải thể hiện chất rap á, nhưng mà hôm nay thấy anh trong một bộ vest rất là lạnh lãm thì bọn em cũng rất là bất ngờ. Anh có thể nói về cái sự xuất hiện diện mạo ngày hôm nay không ạ? Thì nó là một cái, tại vì anh tại vì thực sự là cái bản chất của anh nó không có ngầu, cái bản thân của mình nó không có ngầu, nên là thường thường anh sẽ khoác lên những bộ ngầu thì nó không phải là mình lắm, nên anh cũng không thoải mái. Thì anh muốn đây nó tại đúng ý anh rồi đó, anh muốn tới đây một cách lịch lãm một chút, nhìn đẹp trai một chút. Đó, với cái sự bóng bẩy này thì mình sẽ dùng cái sự bóng bẩy này mình sẽ chiêu dụ với bạn thí sinh để cho họ thấy sự uy tín, sự trưởng thành của mình, đúng rồi. Chính xác, kể cái đầu tóc của Juno trước đây là nó cũng sẽ là brave lock. Rồi giờ Juno làm lại kiểu này vest thì các bạn thấy là tôi đã trưởng thành rồi đó, các bạn hãy tin tưởng tôi, mặc dù tôi là tập chiêu mới. Đây là cái chiêu của anh Juno với boy nữa. Bị lộ rồi. Nhưng mà anh có sợ là các bạn mà đang thi cái thể loại rap á, người ta đang muốn vào đội Juno Big Boy theo cái kiểu mà chất ngầu á, thì họ lại thấy cái diện mạo của anh này họ bị rén không? Tại vì nếu mà họ muốn tham gia với anh thì họ sẽ biết được âm nhạc của anh như thế nào, và cái sự chất ngầu đó nó là một cái sự nằm ở trong âm nhạc. Và thực sự ra nếu mà mình ngầu mình không bao giờ mình cần phải thể hiện bên ngoài quá nhiều. Juno nghĩ là nếu mà bạn muốn ngầu thì ngầu, muốn dễ thương thì dễ thương, nó sẽ có nhiều cái màu sắc ở trong âm nhạc cũng như tính cách của mình. Cũng như thường thường chẳng hạn như bây giờ thì đâu có thể nào mình giận dữ đâu, nhưng mà mình chọc mình giận dữ dữ lắm á. Anh nói thật đi, hồi tối qua anh ngủ được không? Trước hồi ngủ ghi hình này anh ngủ được không? Không, tại anh không biết làm gì hết. Nên hai giờ mấy, anh cứ làm đến hai giờ mấy ba giờ gì đó thì anh mới bắt đầu anh ngủ. Thì anh ngủ thêm được 3 tiếng, mình sẽ ngủ thêm được 3 tiếng nếu mà mình quá ít thời gian để ngủ. Nhưng mà trong đầu mình suy nghĩ cái gì ạ? Anh coi lại các show xong rồi anh coi thử là mình phải làm gì trong chương trình, rồi anh cũng không biết, anh coi xong anh cũng không biết là mình sẽ làm gì trong chương trình. Bây giờ tự nhiên nó trở thành người vô chi lại rồi. Nãy đang ngầu lắm, bây giờ mất ổn lại rồi. Không, hồi nãy lịch lãm đi. Tự nhiên nói đến chương trình nó vô một cái cảm giác vô chi rồi. Đây à, nhưng mà hôm sau mình lát nữa mình tới thí sinh mình sẽ trở lại cái con người uy tín. Vậy là tí nữa sẽ thấy một hình ảnh Juno Big Boy cứ ngồi trên sân khấu vuốt tóc để chiêu dụ thí sinh không à? Yeah, chính là như vậy.